Mọi người thấy chưa? Đấy, để cùng mấy cái quả này đẹp này, quả thiệt đẹp kia này. Lựa đi, lựa mấy quả thiệt đẹp đi. Đây, anh xoay rừng. Xoay rừng thiên nhiên trồng. Mời mọi người anh nha, tôi đây không chờ bán nữa. Giờ tôi ăn liền. Xin vĩnh biệt. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mệt mọi ạ. Đây, vừa mới lên cái đồi này, khá là cao đây. Và hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục đến với các bạn một cái clip hôm nay sẽ chúng ta sẽ không làm về ẩm thực nữa mọi người. Đây, hôm nay chúng ta sẽ vô rừng ăn cái loại xoài rừng này cực kỳ ngọt. Cho các loại xoài thì cái xoài này là ngọt nhất và ngon nhất rồi mọi người, nhưng mà ăn nhiều thì nó sẽ bị rác họng này nhá. Ok. Vừa mới lên con đồi này khá là cao này, khá là dốc này nên hơi mệt đấy. Ok mọi người. Hôm nay đóng đủ cả tem luôn, sẽ lên. Nói chung là bây giờ gần cuối mùa rồi mọi người ạ. Nên là trái này ít rồi. Cách đây 15-16 ngày trước thì mình qua đây thì trái rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó chưa chín hết mọi người, nhưng mà bây giờ nó chín nó rung hết rồi. Ok, vào đây. Em Hin sẽ lên trèo cái xoài này để mà chúng ta về làm cái món xoài chấm mỡ ớt ăn ngay tại chỗ luôn. Lẽ ra anh em mình đi hái về nhà ăn nhưng mà nó lại không hay và kiểu nó ăn không ngon mọi người. Kiểu mình cái gì mình cũng lên ăn trực tiếp hay là mình ăn trên núi rừng như này ăn nó mới phê. Ok, video này như thế nào thì xin mời quý vị các bạn đón theo dõi hết anh em mình. Và theo đây là một like và kèm thêm một đăng ký kênh để ủng hộ anh tụi mình nha. Hiện tại là 2 giờ trưa rất là nắng nóng luôn. Đây mọi người. Đây, mình thấy ngực nó hơi bị ngược sáng. Đây mọi người, đây thấy không? Người ta ăn này cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Thì là em nó sẽ đây, tại vì em ăn chua khá là giỏi luôn. Em Hin. Đấy. Đấy mà lên thế đấy, em biếm của tôi nhỉ, biếm của tôi nhỉ. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy rụng hết này. Đây mọi người thấy chưa? Nhiều chưa? Wow, chua này nhiều. Đây mọi người. Đây. Đáng nào? Đôi. Cả đông ạ. Đôi biếm, đôi bướm lưng. Đấy. Có băng, mọi người thấy rụng trái thế này, anh mình ăn tại đây luôn. Đây, quả đầu tiên, mời các bạn nhé. Quả này tiên anh mình ăn phê này. Đúng không? Nói là ngọt luôn. Đây, đây ạ. Ôi! Có bao phải? Ôi, anh mình sẽ gom lại và tiên để làm cho mọi người xem. Ok. Quạt là cưng thôi cũng sẽ tin rồi. Mày đưa kiếm mấy cái quạt đã đẹp nhá, tí mình quay cho nó đẹp. Đấy mọi người đây. Thì đây chấm muối ớt này. Này muối ớt xuyên bao nhiêu này. Mày đưa kiếm mấy quạt chín nhá, ăn mới ngon được. Đấy mọi người thấy chưa? Xoài rừng. Ăn cực kỳ ngon. Đây, mệt không em, mệt không? Có bị kiến vàng mà cắn không? Ôi ai ạ, cái chết rốt đây này. Đâu đâu. Tới đâu. Ui dồi. Đây mọi người, vừa mới leo cái này xong. Bình tĩnh nha. Tôi nó là to không. Ui cái đoạn này mọi người thấy, cái đoạn này cực kỳ nhiều luôn này. Đấy, có quả thì nó rụng, nó thúi hết rồi. Đây này. Mọi người thấy chưa? Đấy, để cùng mấy cái quả này đẹp này, quả thiệt đẹp kia này. Lựa mấy quả thiệt đẹp đi. Đây được bụi hào vô, nè mọi người đang kiếm cái chỗ ăn. Đấy, thì đang lên người ăn ở đây luôn. Đấy. Được đấy. Đấy, đổ hết đây. Ui, dùng thế nhiều chưa này. Đấy. Có thể ăn thì hết sảy. Ok. Mình sẽ quyết định góc quay mọi người ạ. Lấy hết đây. Nó ở dưới đây còn rất là nhiều, thì nó ăn bao nhiêu ăn. Đấy, biết là trời mùa này thì rất là nắng nóng luôn. Anh em mình ăn ở dưới bóng mát như này rất là phê. Ôi dồi, nhớ nhau đây còn. Chứ tính rồi. Trong bàn nhớ nó. Ok mọi người, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem. Mời các bạn anh xoài núi nhá. Đây chấm muối ớt này. Mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn.
anh thấy là nó ngon hơn này. Mời tất cả các bạn nhá. Đây anh xoay rừng, xoay rừng thiên nhiên trong. Mời mọi người anh nhá, tôi đây không chờ bán nữa, giờ tôi anh liền xin vĩnh biệt. Đây mời các bạn nhá. Mà là nó hạt quá, mà lại anh vừa ngọt vừa ngon. Ngon. Bài đây này, không chịu đứt này. Đây cái clip bữa anh mình ăn xoài ở nhà có một bản comment từ đất lấy ăn, anh em mình trước khi ăn cũng lố rồi bạn ơi, lố chắc xài đây ơi. Đây chấm muối ớt. Đây mời mọi người nhá, cái xoài này ba một kỹ tam đây này. Xoài này mua cũng chưa có được, xoài này bạn chắc bỏ ra một kỹ 7,000 đủ gần có tiền rồi á. Vừa lời có bằng ngọt no kiểu nó như nào nhỉ, ăn nhiều nó ăn nhiều nó hơi nó bùng không phải đó. Ngồi bị rát vô họng. Nó đào đây này, nó hò. Xoài này nó có một ít thôi mọi người, chứ là cái hộp nó hộp cực kỳ to luôn. Hộp nó chiếm 80%. Được, 50% chưa? Còn cái giá nó là mấy trăm này. Xoài ăn như này đây, mấy đứa ăn theo anh này. Đây, được. Như này nha mọi người. Ngon lắm được. Mình mới lên núi này xa quá, được. Ở đây mình đang ở đây nè, được. Đi anh xoay ngon lắm. Được, mượt ớt bò ở nhà nó vỡ ít nha. Để nó gần hết rồi. Mấy cái quả mà vừa chín tới mọi người, ăn nó giòn. Để mà dùng cái dao cắt ra thì không biết cắt như nào luôn, tại vì nó cực kỳ móng này. Ngon lắm đủ rồi, anh nghe nó ngon. Thì ông nó cũng cá ngọt. Cắt lấy. Nghe nó đẹp bình luôn kìa. Thằng lọc không ra tới đục. Không tắm, trăm năm không quên. Mời mọi người. Ngon lắm rồi. Tụng nước nhiều vào nha, ngon lắm. Đủ mê kì còn canh canh, đủ mê mày tao lê cực vù mày chung đây đi. Thằng quái luôn. Xoài mình thì ở nhà thì chuẩn bị chín, mà xoài này chuẩn bị hết rồi. Xoài năm nay nó kinh nhiều quá, xoài đây này. Đây này, ngon lắm đây này. Thấy nó ngon, cái mùng đây này. Mùi vị nó đặc biệt quá. À, chấm, sao, ngon không? Em chưa dưới đi, anh đang ghê cái rồi. Đi đâu anh em ăn? À, sao lại hạt, nó bị diện đấy. À, bị diện đấy. Mặc quả một đẹp đều. Đấy. Đấy, em thích ăn kiểu ăn xoài này không được nhiều mọi người. Để mình ở bên ngoài vẫn ăn nhá. Ngon lắm rồi. Anh như than anh ực, tôi thấy nó anh nhiều quá, anh nhồi luôn. Ngon. Chấm ngon lắm. Mọi người ai đã từng ăn cái xoài này thì biết là ăn nhiều nó rất là rạc của họng này nha. Em tôi kinh nhận em, tôi đúng em này. Em tôi kinh nhận này. Em ơi. Ngon lắm. Cái này tôi ốc nhiều vào thằng này ngon lắm. Biết ra khá tôi bố. Hả? Ra tôi bố mẹ, biết ra khá tôi bố mẹ chứ.
đẹp lắm bạn. Ấm mất đi trường. Ốc làm ở nhà nó ốc nhiều quá. Mới ốc nó ít. Anh vượt đi. Và được anh năm nay mạc quá. Nông nó hơi nhiều. Khi mà chúng ta vô rừng như này nó mát mọi người. Mỗi tội là khi chúng ta lên thôi, lên nó rất là mệt và mồ hôi luôn. Mệt quá. À. Ngon. Em đây mình ăn, đi bắt đùm ăn tôi kia nhận mình ăn. Mình ăn. Tỏ. Bằng. Đi dịch. Lượng mấy cái quả chín là anh mê anh nó mới ngon được. Đây này, nó cũng chín đây này. Chín hết mà. Rồi mời mọi người nhá. Mời tất cả anh em, anh nhá, anh xoài ngọt lắm, xoài rừng ngon. Là chín như này ăn nó không tí, không có tí một vị chua nào hết mọi người. Ăn nó ngọt thôi. Anh xoài năm nay nó ngon quá. À. Sao, nướng ăn nướng không? Ăn chưa? Tìm đạo nó cái gì đó. Thôi lê tao cái cây đi. Go, tay đang gì vậy? Kìa mọi người đây, sau một hồi chiến này cũng gần xong rồi đấy. Rồi. Chén mua cây mua ớt của anh em mình đây. Ngon. Ngon lắm. Được, xoài nó cứng quá, nó chín nó không cứng. Cứng cây trong miếng của nó đây này. Đây, mọi người ăn nha. Làm như nhiều như này mới chịu nè. Đây. Cái bên tôi là một bên chụp. Đi nô tao ạ, nô. Ok mọi người, thiệt lượng video anh em mình khá là dài các bạn ha. Đây là một like và kèm thêm một đăng ký kênh. Để ủng hộ anh em mình. Bạn mình bye bye. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.